Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng. Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà giá bán chỉ có 3 tỷ 850 triệu đồng với diện tích ngang 38 sâu 10. Thiết kế rất đẹp, một trệt một lầu và tặng full nội thất lên tới phải tầm 200 triệu đồng nha. Đây là con đường nha, con đường thì rộng khoảng tầm 2,5 m. Đường nằm sát với trục đường số 4 của đường Lê Văn Thọ nha. Nằm sát với trục đường số 4 phường 11, hẻm một xẹt nha mọi người. Đây là trục đường số 4 này. Trục đường này thì lộ giới nó phải tầm 15 m, nhưng mà bây giờ thì nó chưa phóng lộ giới nha. Hẻm tầm 2,5 m, 3 m nha anh chị, sát với trục đường chính. Căn nhà này sẽ có một lớp cửa sắt, có kính cường lực, có làm rèm cửa. Và khoảng phòng khách thì khá dài, được sở chủ nhà ốp gạch 80. Tặng lại sofa da, tranh treo tường và tivi cũng như là kệ tivi nha. Nội thất phải tầm 200 triệu đồng. Trần có làm thạch cao và đèn chùm màu trắng sáng, rất là hiện đại và sang trọng nha. Có một cái giá tiền khá rẻ, 3 tỷ 850 thôi. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo ngay về tới bên em theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Cầu thang nhà này được ốp đá rất đẹp này, đá màu vàng. Và chúng ta có làm tay vịn bằng gỗ, lan can bằng sắt sơn màu trắng nha. Đối diện thì có tủ rượu. Phòng bếp thì nhà này được chủ nhà tặng lại bộ bàn ghế mặt đá nhân tạo. Và chúng ta có tủ nhựa kèm với đèn chùm và tủ lạnh nha. Toilet ở phía dưới chân cầu thang, bồn đá. Và đây là một căn nhà đẹp, rẻ, giá tiền hợp lý nha anh chị. Chủ nhà rất là chịu chơi, đầu tư toàn bộ là đồ thiết bị cao cấp. Ta cùng di chuyển lên khu vực trên lầu 1 nha. Giá tiền có 3 tỷ 850 thôi, ngang 38 sâu 10 m. Anh chị khách hàng nào quan tâm thì hãy alo ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Cửa toàn bộ là cửa có cam xe, sàn gạch 80 hết luôn. Nhà nhỏ nhưng mà toàn chơi gạch giả đá gạch 80 nha. Giường 1m8, có tủ và kệ tivi. Không có ban công. Chúng ta có cửa thôi. Phòng ngủ thì có máy lạnh hết luôn. Coi như là full nội thất, chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi nha. Rất đẹp, rất sang trọng luôn. Quý anh chị khách hàng nào quan tâm thì hãy alo ngay về tới bên nhà đất Bá Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta sở hữu căn nhà siêu đẹp này. Toilet trên này này. Toilet số 2. Chúng ta làm trên đây để cho phòng ngủ rộng hơn. Và bồn cầu khối nha anh chị. Đây là khu vực phòng ngủ số 2. Rất đẹp và sang trọng. Một bức ảnh thiếu nữ chụp khỏa thân cực kỳ là đẹp mắt luôn. Với vòng một cực khủng nha. Ở đây chúng ta có giường tủ máy lạnh hết luôn nha anh chị. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.